Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Unify. Thì cái kèo AROP này với tổng nguồn cung là 5 triệu 500 cái đồng NIFF và sẽ có 1.000 tài khoản nhận ngẫu nhiên, mỗi tài khoản sẽ nhận được 5 cái đồng 5.000 đồng NIFF này, và sẽ có top 50 giới thiệu nhiều nhất thì mỗi tài khoản sẽ nhận được thêm 10.000 cái đồng IFF này. Ok, thì xin mời các bạn bấm nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này nhé. Tiếp theo các bạn nhấn vào Join Aerobe. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái thông tin của cái trang chủ của cái dự án này, thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin. Và cái dự án này thì nó sử dụng cái mạng BSC Scan, thì các bạn có thể kích vào cái link BSC Scan này để chúng ta lấy cái mã hợp đồng nhé. Rồi, chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram Group. Sau khi các bạn join xong thì các bạn kích vào đây để chúng ta xác minh. Các bạn kích vào đây. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tham gia xong cái hoàn thành cái nhiệm vụ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ thứ hai, đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel của nhà phân phối kèo Arup. Thì ở đây thì mình đã join rồi, nên mình sẽ không join nữa và các bạn quay trở lại chúng ta làm các cái nhiệm vụ khác. Chúng ta sẽ follow Twitter. Ở đây thì các bạn nhấn theo dõi cho mình. Và ở cái bài này thì các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Và các bạn comment. Ở đây thì các bạn comment, các bạn tag cho mình ba người bạn vào nhé. Rồi, các bạn bấm trả lời. Các bạn bấm trả lời tôi đã gửi. Các bạn nhấn nút chia sẻ. Các bạn sao chép cho mình cái liên kết này. Rồi các bạn quay trở lại bot. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái nhiệm follow Twitter. Ở đây thì nếu như bạn join rồi thì chúng ta thôi nhé. Rồi các bạn quay trở lại nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây. Các bạn kích vào đây cho mình. Đó, nhiệm vụ ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Và các bạn comment ở đây. Chúng ta cũng tăng ba người bạn. Rồi, các bạn bấm trả lời. Các bạn bấm trả lời tôi đã gửi này. Các bạn bấm vào đây, chúng ta copy cái liên kết này. Rồi các bạn quay trở lại bot, chúng ta bấm vào Submit. Tiếp theo ở đây hỏi mình đã join vào nhóm Telegram Group chưa. Nếu như chúng ta tham gia rồi thì các bạn nhấn đô nhé. Rồi tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái link trang cá nhân Twitter, thì các bạn dán luôn cho mình cái link gì tít này. Rồi tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví BSC BEP20. Các bạn có thể lấy trên cái ví chút wallet hoặc là MetaMask nhé, và không lấy ở các cái địa chỉ ở các cái sàn giao dịch ở trên này. Trên ví chút wallet các bạn chọn cho mình cái đồng BLB nhé. Các bạn chọn cho mình cái đồng BLB. Các bạn bấm nhận. Rồi sau đó các bạn bấm vào đây, chúng ta sao chép địa chỉ ví nhé. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn dán link cái địa chỉ vào đây. Tiếp theo ở đây hỏi mình đã join vào nhóm Telegram của nhà phân phối kèo Aerobe chưa. Mình tham gia rồi nhấn đô. Và ở đây thì hỏi mình đã join vào cái nhóm Telegram Twitter chưa. Nếu như bạn tham gia rồi mà các bạn đã gì tít cái bài này rồi ấy, thì các bạn dán cho mình cái link gì tít vào đây. Cái link mà chúng ta tăng ba người bạn đấy. Các bạn dán vào. Rồi, ở đây thì chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi nhé. Đây, ở đây cung cấp cho chúng ta cái link, thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. Các bạn giới thiệu được nhiều ấy, thì các bạn sẽ đứng vào cái top 50 người giới thiệu nhiều nhất. Mỗi một tài khoản sẽ nhận được 10.000 cái đồng NIFF này. Các bạn nhấn quit down cho mình. Thì cái kèo Aerobe này thì nó phân phối vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, về mà ví BSC của chúng ta. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Khi nào có cái thông tin phân phối token thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.